Ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài tiếp theo của học tiếng Việt những câu thông dụng nhé. Câu 1. Tôi đang chờ anh ở quán cà phê. 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 Câu 2. Mấy phút nữa anh tới. 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 Câu 3. Khoảng 10 phút nữa. 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 Câu 4. Xin lỗi vì tôi đến trễ. 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 Câu 5. Không sao đâu. 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 Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy bấm chia sẻ video để nhận được video mới nhất. Xin cảm ơn, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào video mới tiếp theo.